Nhiều ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng khiến nhiều người dân tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lốt, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị thương và mất tích. Đến nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn diễn ra khẩn trương, bất chấp mọi khó khăn. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 16 tháng 9 năm 2024, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Nậm Tông, khiến 11 người chết, 8 người mất tích. Nạn nhân được xác định là cháu bé năm nay 9 tuổi. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 người chết, còn 7 người mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn thôn Nậm Tông. Trong ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng đã sử dụng 5 máy xúc và tăng cường lực lượng lên 200 người để tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Trước đó, chiều 16 tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và đoàn công tác đã đến thăm, động viên đồng bào bị thiệt hại do trận lũ quét, sạt lở đất tại thôn Nậm Tông. Ông Đặng Xuân Phong cũng đi khảo sát các điểm tái định cư cho người dân thôn Nậm Tông, xã Nậm Lốt và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu. Khu tái định cư Nậm Tông dự kiến nằm trên khu đồi cao rộng khoảng 4 hectare, cách bản định cư cũ khoảng 2 km, có thể đáp ứng chỗ ở cho 70 hộ dân với diện tích tối thiểu mỗi hộ khoảng 300m². Khu đất này có mặt bằng rộng, không phải san gạt nhiều, gần nguồn nước, thuận lợi cho việc thi công hạ tầng kết nối. Trong những ngày qua, việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá sạt lở xuống rất nhiều. Rất nhiều người dân vẫn còn, nạn nhân vẫn nằm dưới đất mà chúng tôi chưa tìm được. Nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều cái khó khăn. Khó khăn ở chỗ là lượng đất đá, khối lượng đất đá rất là nhiều. Trong rất nhiều lần đi cứu nạn cứu hộ thì có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một cái cảnh tượng nó sạt lở kinh hoàng như thế. Có rất là nhiều, cả một quả đồi nó sạt xuống tạo thành một làn sóng đất ủ lên các ngôi nhà, đẩy các ngôi nhà xa khoảng một cây số hiện trường. Đất bùn, lượng đất bùn, đất đá lên đến 4m. 3m đến 4m đất bùn đá đào bới rất khó khăn cho các tìm kiếm. Chúng tôi đang thay đổi biện pháp để chúng tôi cố gắng là nhanh nhất tìm kiếm được nạn nhân. Lực lượng cứu hộ với hàng trăm người gồm cả công an, quân đội, đội tìm kiếm cứu nạn tự nguyện và người dân đã nỗ lực với mong muốn tìm nhanh nhất các thi thể để gia đình đưa đi mai táng. Để chung tay giúp đỡ và sẻ chia với người dân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán giả gần xa trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những tấm lòng của quý nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua đau thương và khó khăn trong những ngày này. Mọi sự đóng góp quý báu xin vui lòng gửi về Tòa soạn Báo Thanh niên, địa chỉ tại 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tòa soạn tại Hà Nội tại địa chỉ 218 Tây Sơn, quận Đống Đa, hoặc các văn phòng đại diện Báo Thanh niên trên cả nước. Quý vị cũng có thể chuyển khoản qua tài khoản Báo Thanh niên, số tài khoản 1000-6868 Ngân hàng Exim Bank chi nhánh Sài Gòn, hoặc số tài khoản 686-886-6868 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi rõ: hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3. Báo Thanh niên sẽ tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời, mang đến tình thương và sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay bà con vùng thiệt hại do bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin chi tiết trên các kênh của Báo Thanh niên. Xin trân trọng biết ơn những tấm lòng vì đồng bào. Với tất cả những cái điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy là cái đường đi của áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão số 4 sẽ là rất phức tạp so với cơn bão Iagi. Vừa rồi là nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về áp thấp nhiệt đới đang xuất hiện gần Biển Đông. Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng tây khoảng 15 km/h. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Philippines sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 4. Sau đó khả năng cao nó sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cái vị trí của cái áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3.
Yagi, tức là cùng ở khu phía đông của Luzon. Tuy nhiên cái điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3, mà nó phải, cái cơn áp thấp nhiệt đới này nó phải chia sẻ cái năng lượng, chia sẻ cái lượng ẩm đối với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế khi đi vào Biển Đông ý, thì cái áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1 đến 2 ngày để hoàn thành cái cấu trúc và có thể phát triển thành bão. Ngoài việc chịu tác động của cơn bão phía Tây Bắc Thái Bình Dương, nó vẫn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới. Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới còn chịu một tác động nữa, đó là khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến nước ta sau ngày 19 tháng 9. Với tất cả yếu tố này cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ rất phức tạp. Dự báo thời gian cụ thể áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng khoảng ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ trở thành cơn bão số 4 năm 2024. Khi di chuyển đến giữa quần đảo Hoàng Sa, sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là khi mà mạnh lên thành bão thì nó sẽ di chuyển thẳng vào khu vực Trung Trung Bộ. Kịch bản thứ hai là cái áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão thì có khả năng đổi hướng di chuyển đến Tây Tây Bắc và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Tức là đi về phía khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Và tất cả những cái mô hình dự báo của Việt Nam và quốc tế đều nhận định là cái cường độ của cái áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão thì không thể mạnh như bão Yagi, tức là không thể mạnh như bão số 3. Trưởng phòng dự báo thời tiết lưu ý về gió mạnh trên Biển Đông. Từ sáng 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, tức từ 75 đến 88 km một giờ, biển đông mạnh. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Để chủ động ứng phó với những diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương và bộ ngành có liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tiến hành trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ.